nhiều người ấy, họ nghiên cứu Phật giáo một cách phiến diện và họ có cái nhìn còn thiếu sót, bị lệch lạc về Phật giáo. Thành ra đó họ cho rằng Phật giáo là một tôn giáo bi quan, bởi vì mới đầu tiên là đã chỉ sự thật về khổ rồi. Họ cho rằng trời ơi tôi tu là phải chỉ cái gì đó nó sung sướng cái gì đó nó thoải mái, tôi tìm là tôi tìm lên trên cổ trời, tìm cái gì nó cao sang, còn chưa gì hết mà cho chỉ cho tôi thấy đây là khổ, họ nhầm, nhầm bởi hai việc, việc thứ nhất, tứ diệu đế không phải ai thế tôn cũng nói, nhớ dừng, không phải ai thế tôn cũng nói, mà để nghe được tứ diệu đế đó, họ phải trải qua một giai đoạn gọi là bồi dưỡng tâm rèn luyện tâm để cho cái tâm của họ trở nên nhu nhuyến trở nên dễ sử dụng tức là mình phải chuẩn bị rèn luyện cho cái thân của mình nó sẵn sàng để chi vậy để đối diện sự thật giống như một người họ muốn à, bắt đầu một cái cuộc thi thì trước đó, đó họ phải rèn luyện để cho thuần thục rồi đó thì khi họ sẵn sàng đối diện với thử thách đó, thì khi đó, đó mình mới đi vào phòng thi chứ còn mình chưa sẵn sàng gì hết mà quăng mình vô phòng thi thì rất dễ bị sốc chúng ta cũng vậy khi mà tâm của chúng ta đó, chưa được sẵn sàng chưa được rèn luyện chưa được nhu nhuyến thế tôn chưa nói về tứ đế đâu Thành ra đừng nghĩ Pháp Tứ Đế là cái Pháp thấp kém. Ai có suy nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm. Mà chúng ta phải trải qua một giai đoạn rèn luyện tâm. Tức là gì? Thế Tôn Thuyết. Tuần từ Pháp đầu tiên. Nghe Thuyết về Bố Thí. Người cư sĩ phải thực hành Bố Thí. Khi chúng ta Bố Thí rồi đó. Nhờ cái Phước Bố Thí. Đời sống chúng ta trở nên khá khẩm hơn. Và nhờ Phước Bố Thí. Chúng ta trở nên rộng mở hơn. Để chi đi đến bước thứ hai. Giữ giới thành ra đó nó thẳng ra là người chưa giữ được năm giới là chưa có đủ cái tầm và chưa đủ cái xứng đáng để nghe tứ đế đâu ừ. tiêu chuẩn thời phật cao lắm chứ không phải đơn giản mình phải tuần tự mình thực hành cái chứ còn không thôi thì nói nghe cho vui thôi phàm vẫn cứ là phàm tại sao thời xưa đức thế tôn nói một bài kệ bốn câu thiên hạ chứng thánh ầm ầm nha đi mây về gió còn giờ mình nói cả ngàn câu mà phạm vẫn là phạm, Phải chuẩn bị ghê lắm, thời sư có tiêu chuẩn để chuẩn bị ghê lắm, rồi sau đó thế tôn mới chỉ cho thấy sự an lạc trên các cõi trời, sự xa đọa trên các cõi khổ và sự nguy hại trong các dục, rồi đức thế tôn chỉ tiếp sự cao thượng trong việc xuất gia rồi khi mà thế tôn thấy đó, cái người nghe đó họ chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận sự thật rồi đó thế, thế tôn lúc bấy giờ mới cho họ thấy sự thật của thế giới này là gì tức là họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi còn khi mà mình mới bắt đầu tìm hiểu đập vào mình tứ đế mình ngỡ ngàng mình chưng hửng mình, mình bị sốc bởi vì chưa gì hết là mình đã thấy khổ rồi là do đâu? Do mình chưa có sự chuẩn bị. Cái việc thấy chúng ta bị khổ, nó không phải là bi quan. Nó là sự thật. Giống như một người bị bệnh, thì đầu việc đầu tiên là họ phải nhận ra họ bị bệnh trước cái đã. Rồi khi họ nhận ra họ bị bệnh, họ mới tiếp thu các phương pháp điều trị. Họ mới đi đến bệnh viện, họ mới gặp bác sĩ, họ mới chịu uống thuốc. Còn nếu họ bị bệnh mà họ không ý thức được họ bị bệnh Thì làm sao họ đi đến bệnh viện, đi đến bác sĩ Mà làm sao họ uống thuốc, tiếp nhận các phương pháp điều trị Chính bởi vì như vậy Cái chuyện mà mình ý thức được mình bị bệnh Nó không phải là bi quan Mà đó là sự thật Đó là lý do tại sao ở đây gọi là tứ đế Tức là bốn sự thật Đầu tiên, sự thật về khổ đó không phải là bi quan, đó là sự thật. Và cái thứ hai, tại sao sư nói, cái người nghiên cứu họ hiểu lầm, là bởi vì cái sự thật về khổ, nó không phải là duy nhất. Ngoài ra, nó ra Đức Thế Tôn còn chỉ cho rõ, đây là nguyên nhân khổ, và có cách để chúng ta chấm dứt sự khổ. Và Ngài chỉ đây nè, đây là cái cách để chúng ta chấm dứt khổ tức là ngài đưa ra cái cách để giải quyết vấn đề chứ không phải là ngài chỉ đơn thuần ngài nói ờ à, khổ 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 để mình có sự bi quan mình có sự tuyệt vọng mình không có lối thoát thì không có như vậy